Tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo cho các bạn cái phần vòng tròn lửa giác. Về đây cái phần này rất là nhiều bạn còn đang mơ hồ, không biết là làm thế nào để sử dụng cho linh hoạt, làm thế nào để sử dụng cho thành thạo. Ở đây thì có mục tiêu của những cái bài giảng này là muốn giúp cho các bạn là biết sử dụng một cách là rành hơn cái vòng tròn lửa giác này. Còn và trong cái bài vòng tròn lửa giác thì có kẻ thêm cái đường thẳng nữa để cho các bạn hiểu hơn về để cho các bạn làm nhanh hơn, giải quyết tiếp những bài toán nhanh hơn. Cái đường thẳng thực ra là các bạn học thuộc những cái đoạn thẳng mà nó đã đặt sẵn cho bạn thôi, còn cái đường tròn là cái bản chất của nó, đúng không? Bây giờ mình sẽ giải một vài câu để cho chúng ta sử dụng thành thạo hơn cái vòng tròn lửa giác này, được chưa? Câu số 251 đi. Bạn xem cái đề ở dưới cái bài giảng này nha. Ở phía dưới bài giảng này bạn xem xuống dưới là sẽ thấy cái đề của cái bài này. Được chưa? Một vật tự động điều hòa với công trình x bằng 10 cos 100 pt cm. Khoảng thời gian là vật đi từ vị trí có ly độ x bằng 5 cm kể từ lần 2011 đến lần thứ 2012 là bao nhiêu? Lần thứ 2011 đến 2012. Công trình của nó là x bằng 10 cos 10 VT cm. Người ta hỏi là cái đề đó khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có ly độ x bằng 5 kể từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012. Ở cái này là được rồi. Thời gian từ 2011 đến 2012 ha. Bây giờ mình để cái đường tròn ra ha. Chưa bao giờ để cái đường tròn các bạn. Không cần gọi là thẳng đâu, để nhát thôi. Nhưng mà không phải là cứ mà sống nguyên công bằng thật sự mà lao mà giải cái bài này ha. Biểu diễn biên độ này, 10 này, trừ 10 này, được không? Đề bài nó hỏi là vị trí x bằng 5 về đây nè. Được chưa? 5. Vậy ứng với đường tròn lửa giác thì mình xuất hiện hai cái vị trí này. Đây và đây. Đúng không? Hai vị trí đó. Mà cái phương trình của nó cho là x bằng 10 cos 100 pi cos 10 pi t. Không có phần ban đầu, tức là ban đầu anh đang nằm ở đây. Đang nằm ở đây. Đúng không? Mà mình biết này. Một chu kỳ á thì nó đi hết hai lần. Nó qua cái vị trí đó hai lần. Một chu kỳ nó quay này. Quay lên được một lần, quay tiếp lên được lần nữa, về lên được hai lần, đúng không? Vậy lần thứ 2011 là lúc nào? Lần thứ hai, tại vì nó lấy là từ 2011 mà đến 2012. Vậy mình tìm từ 2011 là chỗ nào? 2011 là chỗ nào ha? Mình biết là một chu kỳ đi được hai lần, đúng không? Vậy thì 2010 lần thì nó ứng với là 1005 chu kỳ, đúng không? Đúng không? Và lần thứ 2011 là lúc nó chạy từ đây đến đây, đúng không? Lần thứ 2011 nó đang ở đây, đúng chưa? 2010 là nó đi hết cái đến vòng này rồi, đúng không? Là hết 1005 chu kỳ. Đến lần thứ 2011 là đến đây này, nó đang ở đây này, đúng không? Nó đang ở đây. Và người ta hỏi là khoảng thời gian vật đi từ vị trí có ly độ lần thứ 2011 này nè đến 2012 là bao nhiêu? Vậy lần thứ 2011 nó đang ở đây. Vậy tất nhiên là 2012 nó đang ở đây rồi, đúng không? Vậy cái thời gian đi từ thời gian này nè. Đó là các bạn. Dạ, vậy thì mình chỉ cần vẽ cái góc này ra. Mình nhìn thấy góc này. Nó lớn này. Đấy, được chưa? Rồi nhé. Bây giờ mình sẽ giải ra cái thằng góc trước. Rồi sau đó mình sẽ giải cái thằng đường thẳng xong. Để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái mặt này. Hay là mình giải đường thẳng trước đi ha. Theo đường thẳng này, giờ mình vẽ cái đường thẳng này ra đường bên đây. Vẽ ra đây này. Đẹp rồi nha.
trừ 10. Ở đây là 10. Ở đây là vị trí 1. Đúng không? Vậy thì mình thấy này, nó đi từ đây, nó đi từ đây, thì nó xuống vào đây. Và bắt đầu nó vào ngược lại đúng không? Đúng chưa? Thì mình diễn x bằng 5 ở đây. Đấy, hồi nãy mình nói là đi này. Đấy, qua đây. Xong lại vòng ngược lại như này, đúng không? Vậy mình tính một phần thằng trên thôi, là mình nhân 2 lên thì ra được phần dưới. Được chưa? Thấy một phần trên này. Các bạn biết là từ đây đến đây này, đó là t chia chia mấy? T chia 10, 12. Đấy, từ đấy đây nhé. Từ số 5 này sang số 0 là t chia 12 này. Tại sao như vậy? Tí mình nói à. Đó là cách nhanh nha, từ đây đến đây này. Từ đây đến đây là hết t chia 4. T chia 4. Tí tại sao tí mình nói? Vậy từ thằng này, mình đến thằng này, tức là t chia 12 mà cộng cho t chia 4 bằng bao nhiêu đó, rồi mình nhân với 2, tức là thằng dưới đây này, đấy, nó quay ngược lại chỗ này để nó đụng vào cái thằng 2011 này, rồi mình nhân 2 lên nghĩa là được đáp số, đúng không? 1/12 mà cộng cho 1/4 á, một phần mười hai mà nó cộng với 1/4 nó bằng thành 1/3. 1/3 mà nhân 2 lên được là 2t chia 3, được chưa? Đúng không? Đây là cách nhanh. Còn bây giờ cách này cách chậm nhưng mà nó rõ hơn này. Chậm nhưng mà nếu mà bạn hiểu cách chậm này, bạn thuộc cái này mới thuộc nhanh. Còn bạn học máy móc thì nó lâu lắm, nó lâu lắm. Từ đây đến đây bao nhiêu, từ đây đến đây bao nhiêu, từ cái này đến cái này bao nhiêu là mình phải thuộc. Còn đối với những bài xấu thì bắt buộc mình phải xài cái vòng tròn ra, chứ không thể nào mà mình làm cái khác được. Bây giờ mình tính, mình cũng y chang là mình tính góc nửa trên này, đúng không? Rồi mình tính góc nửa này, rồi mình nhân hai lên thì ra được cái thằng này. Nếu mà đúng thằng này thì là mình đúng, đúng không? Rồi mình thấy góc này là bao nhiêu độ, nhìn vô mình thấy góc này là góc phi 1 đi. Phi 1 nó là, biết cái con này mấy độ bạn, 60 độ nè. Cái là 60 độ mà cả cái thằng vuông này nó là 30, nó là 90. Vậy thì góc phi 1 nó bằng 30 độ. Hay bằng là pi chia 6 radian. Đấy, hỏi sao biết pi 6 thì góc này 30 độ nè. Hỏi sao biết góc này 60 độ. Thì mình nói là vì cốt cái thằng góc này nè, cốt này nè. Nó bằng kè là 5 này, chia về là 10 này. Đúng không? Về là cái biên độ nó 10 này. Vậy mà cốt là 1/2, cốt là 1/2 thì nó sẽ bằng là pi trên pi 3, tức là 60 độ ạ. Mà thằng này pi 3 thì hiện như thằng trên là pi trên pi 6. Còn cái thằng này, thằng pi 2, thằng này này. Thằng này thằng pi 2 mình biết ngay góc vuông, tức là pi 2 nó sẽ là 90 độ. Và nó là pi trên 2 radian. Vậy cộng lại thì mình biết cái góc phía trên này mà cả góc như thế này, mình gọi là góc quét, tức là góc delta phi, nó bằng 2 lần phi 1 mà cộng cho phi 2. 2 lần phi 1 cộng phi 2 nó bằng là 2 lần pi 6 cộng pi 2. 2 lần pi chia 6 cộng cho pi chia 2. Bằng 2/3 nhân 2 là thành 4. 4 pi chia 3, đúng không? Đúng chưa? Vậy góc quét nó bằng 4 pi 3, nó bằng delta phi á. Nó bằng delta phi. Đó. Mày biết nè. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Góc quét nó bằng tốc độ góc nhân thời gian. Tức là góc quét delta phi á, bữa những cái bài mà mình dùng PowerPoint á là mình có nói phần này rồi. À, mình nhắc lại nè, delta phi hình như bài 1 của cái phần bài giảng rồi, delta phi bằng omega nhân cho nhân t, đúng không? Từ đây mình sẽ rút ra thời gian đem thời gian t, thời gian để quét hết cái góc delta phi này á, tức là thời gian mình cần tìm á, nó bằng delta phi chia ô omega, hay nó bằng là delta phi chia cho 2 pi mà nhân với t. Lắp cái thằng này, delta phi mình thay bằng 4 pi trên 3 chia cho 2 pi và nhân với t,
thì mình được ngay kết quả nó là bằng là 2t chia thì là đáp án mình cần tìm là thế này, nó cũng giống y chang như thế này, được chưa, đúng không? Đấy, tóm lại ở những bài toán mà tìm thời gian mình chỉ cần xác định được góc quét. Đối với những bài số lẻ thì mình phải dùng vòng tròn, còn những bài số chẵn thì mình có thể áp dụng cái đường thẳng này. Và cái đường thẳng này á, mình chắc chắn là các bạn đã có nhiều người biết rồi. Nếu mà không biết thì bữa sau mình sẽ làm một bài để giới thiệu cho các bạn cái phần này, đúng không? Còn những cái bài số xấu thì bắt buộc phải dùng góc quét này và áp dụng công thức. Mình chỉ cần biết cái góc quét để quét cái đoạn đường đó thì mình có thể suy ra ngay thời gian để quét cái đoạn đường đó một cách dễ dàng, đúng không? Đây là xong phần bài cái phần đầu tiên để mình nói cho các bạn về cái vòng tròn. Tiếp theo mình sẽ làm một vài tập về dạng khác hoặc là để cho các bạn hiểu hơn về cái vòng tròn này. Chào các bạn, để hẹn gặp lại các bạn trong cái bài giảng tiếp theo.